không cần đúng, em là bad girl nên chỉ một đêm rồi thôi. Bước tới thật khẽ ôm em từ sau, hôn nhẹ lạnh từ bờ môi. Sai không phố thì đưa tay anh nắm ở phía sau xe ôm thật lâu, nắm tay tăng ga hàng ngàn ước xin, đó là điều anh luôn cất xấu. Anh là bad boy nên đến bên anh chỉ cần tay ôm và ôm. Hẹn trước cửa nhà thấy cô bad girl, đôi tay cần hôn và hôn. Nếu có mệt mỏi tụi đầu vào vai, đứng kẻ tầng 2 và tầng 3, ghi xét lỗ thay em tròn tay hôn, sao mới đầu tầng đã tăng ca. Anh chết mê vì em như là thuốc mê. Ok, đêm nay ta sẽ về. Một điều cần em đưa anh lên đường mấy lần. So high, em đây không cần đúng sai. Người ta gọi em tên là B.A.D. Ôi lại xin xì, chắc mày chi thức vào âu thì không bận tâm chi. Giờ con tim của anh lên men vì em rồi. Và thật lòng em ơi, anh đã chết mê say trong ánh mắt qua đêm tối. Không cần ma túy nhẹ nhàng kích thích làm anh ngu si đến điên dại. Và nghĩ cần xa hay thứ gì đó không cần biết, chỉ có nghiện em thật khó cay. Yêu là bản năng, gặp em cảm nắng, thời gian trôi nhanh thay mãn tính. Thương người có hiểu bên nhau được nhiều, người ta gọi đó là chân tình. Vẫn tốt tất bại yêu đều có, nên ta sở thích không cần thiết. Nếu ngày mai không thức dậy thì người mình yêu là điều anh cần biết, là điều anh cần biết. Okay, em ơi, em ơi.